Chào cả nhà. Chiều hôm nay nước nó giật bãi được chút rồi cả nhà. Nghĩa sẽ đem cây vợt huyền thoại của mình vô đây để đạp cắm sao nha. Này, cây vợt không lối thoát. Nhìn vậy mà cứ đạp cũng hụt hoài cả nhà. Vợt kia là thùng đựng cá. Mình sẽ vô cái mé trong này nè. Bữa trước Nghĩa đi đặt cá thò lòi á, đi ra thấy cá nó trên hang đây quá trời luôn nè. Hình như đạp thì mới hang này có không. Đó đó, con nhỏ kìa. Hang này hơi nhỏ. Vô tùng luôn. Cho nó nằm đó luôn. Dưới mấy cái hang bự bự mình đặt nè. Đây con hàng này. Đó. Vô. Nhìn thấy cái nước chiều này à, cá nó nằm trực hang nhiều lắm đó nha. Đạp cái là nó ra. Hôm nay có bộ hang nhiều nè. Kiếm ăn dễ rồi nha. Đó, một con này. Con nhỏ kìa. Đây hang bự nữa nè. Đó. Đã chưa? Kiếm cái hang bự bự này đạp cái sướng này. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Ừ. Nhảy chung với con kia luôn đi. Đó. Ừ, cho nó vô tùng nó nằm một chút xíu mình lấy ra luôn. À, đây một hang bự nữa nè cái này. Nè, cái hang đó nè. Đó, chà bá luôn. Đã chưa? Hang nào cũng có luôn á. Cũng bự nè. Hai này chắc có á. Đây nè. Đó. Cá nhỏ. Cái hang cũng bự mà cá nhỏ. Đây hang nữa nè. Con này cũng vừa vừa. Đó. Hang nào cũng có luôn. Bữa nay kiếm cá ăn là dễ luôn nè. Kiểu này đi chừng chút là dư ăn. Ôi trời ơi. Đâu đây con hang vậy ta? Đi em vô tình đạp nó bay ra luôn. Đó kìa. Đây con hang này. Đó ra luôn kìa. Mình mới động cái nhẹ thôi đó. Nên nó phụt ra rồi. Xách theo cái thùng đó nó hơi bất tiện. Mình đi khúc đi cái mình quay lại mình đừng bỏ cái thùng luôn. Đây. Nè, cái hang nó ướt ướt nè cả nhà thấy không? Chè lại. Đạp xuống. Bay ra liền. Một cục luôn. Đây một hang nữa nè. Hai ba hang luôn cái nhà ơi. Đẩy xa xa chút. Một hang này không có. Đó, một con này. Ôi, được có con à. Hai ba hang mình ở con hang. Đây rồi. Thì con này nằm đâu? Ừ. Có luôn. Ê, có. Vài ra kìa. Hơi trễ nha bộ. Đây con nhỏ xíu này. Kiếm con bự thôi.
hôm nay chỉ hơi mệt chút. Khó cái là mình lội kiếm hang thôi. Cái hang nó cũng giống như hang cá trò đồi bự vậy đó. Nó cũng có cái hang chầm đi xuống. Đó, một con này. Vô đó. Nhảy vô. Nhảy tới đây bị dướng lưới. Rồi. Cái hang này cũ nè. Kiểu nó ra rồi. Trời ơi, đây con nữa. Một con mà nó làm mình mất hai con luôn. Đúng quá, hai con bự luôn. Mở hang cá rồi lồi. Mở hang này ra rồi. Mất hai con cá bự luôn. Cái nhà nè. Này nó nằm đâu ngoài đây nè. Đó đó, ngay đây nè. Ê trời ơi. Nằm đâu xa vậy trời. Không thể tin luôn. Đoán xa cái đó rồi mà còn chết hay chưa. Không thể tin được. Này nằm đâu đây? Đây, đứng lại. Mày nhảy đi chỗ khác hả mày? Tụi bay có con chiêu đó, tụi bay chơi hoài. Nhảy xuống luôn. Vô tùng. Con dao ngoài nằm nhẫn nha. Cá bự không? Cá cây này khó tiêu ngon này. Đây thì một cục luôn. Chắc hơn chục rồi. Mang vào tay bắt nó cho nó không chợt. Chỗ này không nghe nào cả. Đây 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 này. Đây, cái hang cả nhà thấy không? Nó ém cái cục sình lại để nó bít cái miệng hang nó lại ha. Để không cho con nào vô này. Đó. Chập bá luôn. Vô đây này. Ê. Cái hang đồ này chỗ nào cũng có. Đây nè, hang này không biết còn không nè. Ra đâu có. Đó. Có luôn. Ủa con này còn bự hơn con trên đó nữa. Đã thiệt. Vô vô. Đó, hai con. Quá dễ ăn. Đây đây nữa. Rồi, không có. Có là nó phượt liền à. Đây con, đó, biết ngay mà. Để vô. Cái này còn ha. Phút. 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 Nè, hang này nè. Đó. Một con. Chỗ này hai hang mà có một con à.
Ê. Để cái vợt xuống kẹp đó nha. Đem thêm một con. Bé này kiếm không được chục rồi. Sảy nhiều quá. Đó đây. Bên đây cá bự không chứ? Ồ, con cá đã ghê cả nha. Đây nè. Con nào nó cú nồ. 4. Thì có 6 con. Rồi. Đi khu khác. Dở. Đây có này. Dạ đây biểu. Thấy cái hang rừng bích rồi biết có rồi. Giấu quá trời vậy. Ê. Bậy bậy bậy. Nhảy đi đâu nữa. Bãi này bên đây không như đạp quá trời. Khu bên đây luôn được có 5 con. Con này gỡ ít rồi. Qua bên đối diện đặt cái đó nữa rồi. Về. Không đủ ăn rồi nha. Dư ăn. Mệt quá. Giờ tim nó đập thình thịch thình thịch. Ba con, bốn con. Đây. Đám có còn sảy nó mệt. Đang mệt đấy. Nãy giờ sảy nhiều lắm mà. Ú na rồi, dư ăn. Mà nó đạp không khúng gì vậy. Bên đây đạp cũng bộn cả nha. Hết trời luôn. Được cũng hơn chục con. Có điều bên đây cá nó không bự. Không tiêu. Sợ nữa. Con này sao mini vậy trời. Thả đi. Lụm. Rồi kìa. Dư ăn à. Xác. Đi tránh ra. Té xong mình mấy bước nhem nữa nè. Để đem xích chân ở kia. Đậu đây xình không. Cái kiều này tự nhiên ngoài đây có gió hết trời ta. Cá bóng sao kho. Được mấy con này bự mập đá thiệt chứ.
con này bự nhất. Thịt miếng cá này dai đã lắm, khô khô, thịt nó cứng này. Như đây con cà ký à. Đây còn một cái rạch này nữa, cũng hay đạp cá sao ngay đây cả nha. Với một cái rạch ở dưới đó. Hai chỗ này không là đạp cũng dư ăn luôn này, nhiều lắm. Nước cũng chuẩn bị lớn rồi. Đó là sắp đi sôi là bắt đầu được. Mấy bữa cánh cá này á, nó cứ lớn đi luôn, mình đi sôi ngon lắm nha. Mấy bữa này cá đi đông lắm. Tối nay tranh thủ đi sớm mới được. Nghĩa mới mần một ít cá bông sao để kho ăn cơm chiều cả nha. Cá này kho nhất cái nách. Này mình kho mình ăn với cháo trắng lá dứa cũng ngon lắm cả nha. Lâu quá cũng không ăn cái món đó. Nhắc tới cũng thấy thèm thèm. Chưa gì thấy thịt nó săn lên đã không? Thịt này nó ngon hơn cá bông dừa nhiều luôn đó nha. Cá bông dừa chứ thịt nó kiểu nó không có dai bằng con này. Giờ mình kho cho nó sắc xuống. Hôm nay hai vợ chồng Nghĩa ăn cơm với lại cá bông sao kho. Này là bạch tuộc xào mướp. Này cũng giống như nấu canh mướp thôi chứ không còn gọi là xào nữa cả nhà. Thì mình xào trước xong cái cho vô miếng nước đó, chan cho nó ngọt. Thôi mời cả nhà ăn cơm với hai chồng nhé nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời anh ăn cơm. Mời em nha. Giờ này người ta chạy đi xôi mật cả nhà. Xôi mật tuột á. Dạ đang ăn một chút mà có cái gì. Rồi đó có con. Là có ai dành bãi trước không? Mùa này khó đi làm nữa nha. Do là mưa quá. Bữa nào mưa cái lòng mưa nguyên ngày đó. Sáng nào mưa đâu giấc 3 giờ. Mưa cũng lớn lớn. Cái mùa này nước nó lẫn ngày khó làm. Giờ này người ta sôi nước lớn, chút rầm cũng sôi luôn đó mà. Người ta chạy nước ngoài nữa.